Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Thule Store. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về câu lạc bộ MU và bóng đá châu một cách nhanh nhất và nóng hổi nhất. Sau đây là nội dung của bản tin tối. Atalanta có tiền đạo mới, Holland chuẩn bị đến MU. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Atalanta đã chi một khoản tiền lớn để mang tiền đạo Elvinan Torre. Chân sút này sẽ kiểm tra y tế và ra mắt Atalanta trong 24 giờ tới. Rasmus Højlund đang là mục tiêu hàng đầu của MU ở mùa hè 2023. Cầu thủ người Đan Mạch được cho là đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Quỷ Đỏ. Anh ký hợp đồng 5 năm với đội chủ sở Old Trafford kèm theo điều khoản gia hạn thêm 12 tháng. Phía MU đang chốt giá chuyển nhượng với Atalanta, Quỷ Đỏ chấp nhận chi ra 60 triệu euro, trong đó có 50 triệu euro trả ngay và 10 triệu euro bổ sung. Tuy nhiên, đội bóng của Italia muốn 70 triệu euro cho ngôi sao của mình. Hai bên vẫn đang đàm phán và dường như MU đã có được điều mình cần. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Atalanta đã chi một khoản tiền lớn để mang về tiền đạo Elvinan Torre. Chân sút này sẽ kiểm tra y tế và ra mắt Atalanta trong 24 giờ tới. Atalanta chấp nhận chi ra số tiền bao gồm 28 triệu euro trả trước cộng 3 triệu euro phụ phí. Trên Twitter, Romano tiết lộ. Việc kiểm tra y tế sẽ diễn ra vào ngày mai. Kế hoạch đã được chuẩn bị. Đây sẽ là một khoản phí kỷ lục với Atalanta. Mùa giải vừa qua, Elvinan Torre ghi 7 bàn và cung cấp 2 lần kiến tạo. Trong áo Emre Torre được cho là sẽ thay thế Rasmus Højlund. Ngay sau khi Atalanta công bố tiền đạo mới, nhiều khả năng Højlund sẽ bay đến Anh để ký hợp đồng với MU. Maguire được 5 ông lớn tại Serie A theo đuổi. Trung vệ đang thất sủng tại United, Harry Maguire đã lọt vào tầm ngắm của 5 đội bóng lớn tại Serie A. Tương lai của Harry Maguire đang rất mông lung sau khi anh bị tước băng đội trưởng United. Ngay giờ Old Trafford của trung vệ này ngày càng trở gần hơn khi Quỷ Đỏ thể hiện quan tâm sẵn sàng bán anh nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Mới nhất đã xuất hiện 5 câu lạc bộ từ Italia ngỏ ý muốn có sự phục vụ của trung vệ 30 tuổi. Cụ thể theo Corriere dello Sport, 5 đội bóng tại Serie A là Juventus, AC Milan, AS Roma, Napoli và Inter Milan đang quan tâm đến Harry Maguire. United sẽ để trung vệ áo số 5 toàn quyền quyết định về biến động tiếp theo. Tuy nhiên, chỉ Napoli có ý định mua đứt Harry Maguire do vừa giành Scudetto và bán đi trụ cột Kimmich. Còn lại là ưu tiên phương án mượn trung vệ này do lo ngại về phong độ thiếu ổn định của anh. Ngoài ra, số tiền 50 triệu bảng mà United yêu cầu cùng với mức lương cao của Maguire cũng khiến Juventus, Milan, Roma và Inter lưỡng lự trong việc ký hợp đồng với trung vệ 30 tuổi. Serie A trong những năm qua được biết đến là miền đất lành đối với những cầu thủ The Premier League, đặc biệt là từ United. Những ngôi sao như Jude Bellingham, Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, Ashley Young hay Henry Mkhitaryan đều thi đấu ấn tượng sau khi chuyển đến đất nước hình chữ U. Do đó, Italia có thể là điểm đến Maguire sẽ cân nhắc để làm lại sự nghiệp. Sau khi Erik ten Hag được bổ nhiệm làm huấn luyện viên của United, ông đã trao cơ hội cho Harry Maguire thể hiện. Tuy nhiên, trung vệ người Anh vẫn liên tục mắc sai lầm. Cuối cùng, anh bị đẩy lên băng ghế dự bị, nhường chỗ cho bộ đôi Lisandro Martinez và Rafael Varane. Lúc Harry Maguire bị tước băng đội trưởng, tình hình càng trở nên xấu hơn khi Quỷ Đỏ ký hợp đồng với Jones Evans. Đó là những dấu hiệu cho thấy tương lai của Harry Maguire tại Old Trafford gần như không còn. Bên cạnh 5 câu lạc bộ Italia kể trên, Maguire cũng được quan tâm bởi một vài đội bóng trong nước như Chelsea, West Ham và Tottenham. David Beckham để ngỏ khả năng mua lại MU. David Beckham muốn nhà Glazer nhanh chóng hoàn tất thương vụ bán MU, đồng thời úp mở khả năng mua lại đội bóng cũ. Quá trình rao bán của nhà Glazer đã kéo dài sang tháng thứ 9 và nhiều khả năng thương vụ này sẽ không thể hoàn thành trước khi mùa giải mới bắt đầu. Trong một bài phát biểu mới nhất, huyền thoại MU David Beckham, người hiện là đồng sở hữu của đội bóng MLS Inter Miami, tin rằng đây là thời điểm thích hợp
để nhà Glazer chuyển giao quyền lực ở Old Trafford. Tôi nghĩ nhà Glazer nên bán MU ngay lúc này. Người hâm mộ MU đang rất muốn điều này xảy ra. Một khi bạn đã mất đi sự ủng hộ của người hâm mộ, đặc biệt là ở một câu lạc bộ như MU, thì thật khó để gây dựng lại. Rõ ràng họ là nhà Glazer đã đạt được rất nhiều, đặc biệt là về tài chính. Mức giá mà MU sẽ được bán đã chứng minh những thành công họ có. Tuy nhiên đã đến lúc phải thay đổi. Tất cả chúng ta đã thấy và biết điều đó. Đáng chú ý, Beckham cho biết không loại trừ khả năng sẽ mua lại MU trong tương lai. Tuy nhiên trước mắt, cựu danh thủ Anh vẫn sẽ toàn tâm toàn ý cho Inter Miami. Tôi có rất nhiều việc phải làm ở đây vào lúc này và sự tập trung của tôi hoàn toàn là ở Miami cũng như những công việc kinh doanh khác của tôi. Tuy vậy, được tiếp quản MU luôn là tất cả đối với tôi. Không thể biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai cả. Kể cả nếu tôi không làm được điều này thì tôi vẫn sẽ mãi là một người hâm mộ nhiệt thành của MU. Tôi sẽ làm những gì mà tất cả những người hâm mộ khác đã làm và đang làm là bật TV lên và xem đội bóng yêu thích của mình thi đấu. PSG ra giá bán Mbappe cho Real Madrid. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Real Madrid đã nhận được mức phí PSG yêu cầu cho thương vụ Mbappe. Như kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, Mbappe đang khiến ban lãnh đạo PSG điên đầu ở phiên chợ hè này. Bởi lẽ tuyển thủ Pháp kiên quyết không gia hạn hợp đồng với đội bóng Paris. Như đã biết, giao kèo của Mbappe hết hạn vào tháng 6 năm 2024. Vì thế PSG phải bán chân sút 24 tuổi ngay và luôn để tránh mất trắng sau mùa 2023-2024. Ngay sau khi PSG rao bán Mbappe, Al Hilal đã gửi lời đề nghị trị giá 300 triệu euro đến đội bóng Paris. Ngoài ra, đội bóng Saudi Arabia còn chấp nhận trả Mbappe mức lương 700 triệu euro một năm, tính cả các hợp đồng tài trợ và thưởng. Chưa kể, Al-Hilal còn sẵn sàng để tuyển thủ Pháp đến Real theo dạng miễn phí vào hè 2024. Nghe lý bán tuyển thủ Pháp cho đội bóng Saudi Arabia. Tuy nhiên, PSG và Al-Hilal bất lực trong thương vụ này vì Mbappe không muốn tới Saudi Nick. Mục tiêu số 1 của Mbappe là ở lại PSG hết chiến dịch 2023-2024, rồi đến Real Madrid theo dạng miễn phí. Theo The Athletic, thủ quân đội tuyển Pháp đã đạt được thỏa thuận ngầm với Lord Bancourt và Mbappe quyết giữ lời hứa, chứ không muốn phản bội Real như cách đây một năm. Cho thái độ thiếu hợp tác của Mbappe, PSG đang làm tất cả những gì có thể để bán chân sút 24 tuổi. Trong nỗ lực đẩy Mbappe ra đi, Nep Parisian đang tìm cách bán cựu tiền đạo Monaco cho Real Madrid. Theo từ Marca, mức giá PSG yêu cầu với Real Madrid ở thương vụ Mbappe là 250 triệu euro. Chính mẹ đẻ của Mbappe đã gọi điện cho ban lãnh đạo Lop Ancot thông báo thông tin này. Về phía Real, chủ tịch Perez đã cân nhắc khả năng chiêu mộ Mbappe ngay hè năm nay. Tuy nhiên, Lop Ancot sẽ không chấp nhận mức phí 250 triệu euro như PSG đòi hỏi. UEFA ra phán quyết về việc Barca bị cấm dự UEFA Champions League. Liên đoàn bóng đá châu UEFA vẫn cho phép Barca được tham dự Champions League mùa tới, dù đội bóng này đã bị cáo buộc hối lộ trọng tài. Hồi tháng 3 vừa qua, Barca đã dính phải cáo buộc hối lộ trọng tài liên quan đến việc trả cho cựu phó chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài Tây Ban Nha Jose Maria Enrique Nigeria số tiền 1,4 triệu euro trong 3 mùa giải 2016-2019. Ngay lập tức, UEFA đã vào cuộc điều tra. Nếu bị kết tội, Barca sẽ đối mặt với nguy cơ không được tham dự các giải đấu châu ở mùa giải tới, bao gồm Champions League. Sau khi điều tra, UEFA không thu thập được bằng chứng nào cho thấy Barca mua trọng tài. Do vậy, tổ chức này vẫn cho phép đội chủ sân Nou Camp được tham dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, UEFA vẫn tiếp tục điều tra và không loại trừ khả năng Barca sẽ bị kết tội nếu cơ quan quyền lực nhất của bóng đá châu tìm ra được bằng chứng thuyết phục trong tương lai. Barcelona tạm thời được phép tham gia các giải đấu cấp câu lạc bộ của UEFA mùa giải 2023-2024. Các quyết định về việc cho phép hay cấm tham gia các giải đấu cấp câu lạc bộ của UEFA sẽ được bảo lưu.
Barca sẽ có nghĩa vụ chủ động thông báo cho Ủy ban Đạo đức và Kỷ luật UEFA về tiến độ của các cuộc điều tra đang diễn ra, cũng như cung cấp tất cả các tài liệu và thông tin mà họ yêu cầu, UEFA tuyên bố.